Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở thành Dương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo và 12.000 vị Bồ Tát, chư Thiên Long, Bát Bộ Quỷ Thần, Nhân, Phi Nhân cùng hội tụ nghe pháp. Lúc đó Thế Tôn dùng thần lực phóng ra hào quang xanh đỏ vàng trắng từ giữa chặng lông mày. Trong mỗi màu có vô lượng hóa thân Phật và Bồ Tát ca ngợi tán thán công đức Phật. Ánh sáng vi diệu đó không thể đo lường, trên chiếu đến cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng, dưới chiếu tận đến địa ngục A Tỳ, bao quanh 8 vạn vòng, nơi nào cũng được soi sáng. Khi chúng sanh được ánh sáng Đức Phật soi chiếu, liền phát tâm niệm Phật và chứng được sơ địa phương tiện tam muội. Ngay lúc đó trong chúng có 49 vị tân phát ý Bồ Tát, họ đến để hỏi cầu Đức Phật pháp sống lâu, nhưng không biết phải thưa hỏi như thế nào. Khi đó Bồ Tát Chân Thù Xứ Lợi biết trong chúng có sự thắc mắc, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên trái, hướng về Đức Phật chắp tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con biết trong pháp hội có người thắc mắc nhưng không dám thưa hỏi, nên con xin thay mặt cho đại chúng để thưa hỏi Thế Tôn, rất mong Thế Tôn hoan hỷ chấp thuận cho. Rất tốt, rất tốt. Văn Thù Sư Lợi, họ thắc mắc điều gì, con cứ việc trình bày cho ta biết. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh mãi hợp lặng trong biển sanh tử, gây tạo vô số ác nghiệp, từ vô thị kiếp đến nay bị lưu chuyển trong 6 đường ác, không biết lúc nào mới chấm dứt. Tuy được thân người nhưng lại bị quả báo chết sớm. Làm thế nào giúp hết thảy chúng sanh tiêu trừ tất cả nghiệp xấu ác để tăng trưởng thọ mạng cho họ? Rất mong Thế Tôn nói pháp diệt tội trường thọ cho họ hiểu. Văn Thù, ông có lòng đại từ đại bi vô lượng, luôn nhớ nghĩ đến tất cả tội khổ của chúng sanh, lại thay họ hỏi về pháp diệt tội trường thọ. Nhưng ta e rằng nếu nói ra tường tận, chúng sanh không tin nhận và hộ trì. Bạch Thế Tôn, ngài là bậc đại trí huệ, là bậc đạo sư của trời người, là bậc cha lành của tất cả chúng sanh. Ngài là đại pháp vương, có thể dùng âm thanh để diễn nói tất cả diệu pháp. Với lòng từ bi thương xót tất cả chúng sanh, kính thỉnh Thế Tôn diễn nói pháp này. Các ông hãy chú tâm lắng nghe. Bây giờ ta sẽ nói tường tận cho các ông rõ. Vào đời quá khứ, có thế giới tên là Vô Cấu Thanh Tịnh. Ở cõi nước đó có Đức Phật tên là Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Có vô lượng vô biên chư Đại Bồ Tát và đại chúng cung kính dây quanh. Trong thế giới này có một Phật tử nữ tên là Điên Đảo, gặp Phật ra đời, muốn cầu xuất gia, thiết tha kêu khóc, bạch với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con đã gây tạo ác nghiệp sâu dày, thiết tha khẩn cầu sám hối, quyết lòng cải đổi hướng thiện. Rất mong Thế Tôn nghe con kể lại tường tận sự việc này. Vì hoàn cảnh không cho phép con có con cái, nên con dùng một loại thuốc giết chết thai nhi được 8 tháng trong bụng. Thai nhi khi chết đã hình thành đầy đủ thân người, tứ chi vẹn toàn. Sau đó có vị trí giả đến nói với con rằng:
Người cố ý nạo phá thai, hiện đời bị quả báo mắc bệnh nặng và bị giảm thọ chết sớm. Sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ để chịu rất nhiều nỗi thống khổ cùng cực. Sau khi con nghe xong, lòng vô cùng hoảng sợ, hối hận không kịp. Bây giờ rất mong Thế Tôn dùng sức đại từ đại bi cứu con ra khỏi vực sâu hố thẳm này, dạy con pháp giải cứu, cho con được xuất gia, giúp con tránh được quả báo đau khổ cùng cực này. Trong thế gian có 5 loại ác nghiệp, cho dù sám hối cũng khó tiêu trừ được. Đó là 5 tội gì? Một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là giết A-la-hán, bốn là làm thân Phật chảy máu, năm là phá hòa hợp tăng. 5 loại ác nghiệp này không thể sám hối là tiêu trừ được. Khi người nữ có tên điên đảo nghe xong càng khóc lóc thảm thiết, nước mắt tuôn chảy như mưa, năm dốc gieo sát đất, quỳ trước Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Ngài có lòng đại từ đại bi cứu độ tất cả chúng sanh, xin Ngài thương xót, chỉ dạy cho con biết pháp giải cứu. Ác nghiệp đã gây tạo có thể đọa vào địa ngục A Tỳ để chịu quả báo đau khổ cùng cực không dừng nghỉ. Ở trong địa ngục nóng bỏng, gặp cơn gió lạnh thổi đến, tội nhân phải thọ chịu cơn rét lạnh khủng khiếp. Trong khi đang chịu rét lạnh ở địa ngục hàn lạnh, đột ngột gió nóng thổi đến, tội nhân liền bị thiêu đốt nóng bức đau khổ vô cùng. Còn ở trong địa ngục vô gián, tuy không có sự nóng lạnh thay đổi đột ngột như thế, nhưng thường xuyên có lửa lớn thiêu đốt, lửa cháy từ trên xuống, lửa từ dưới bốc lên, bốn bên là tường sắt bao quanh, bên trên bao phủ lưới sắt, bốn cửa đông tây nam bắc đều có lửa nghiệp hừng hực thiêu đốt rất mạnh. Tội nhân trong địa ngục vô gián, thân dài đến 8 vạn do tuần, tuy chỉ có một người, thân của họ lại đầy chật cả địa ngục. Còn nhiều người, thân của họ cũng đầy chật cả địa ngục như thế. Khắp cả người tội nhân, những con rắn bám chặt chung quanh. Nỗi đau đớn đó còn hơn bị lửa dữ thiêu đốt. Rắn sắt chui từ miệng vào và chui ra từ tai và mắt, hoặc cuộn chặt thân thể tội nhân lại. Tứ chi của tội nhân thường phát ra lửa dữ. Lại có những con quạ bằng sắt mổ cắn da thịt, hoặc những con chó sắt cấu xé thân thể tội nhân. Còn có những ngục tốt đầu trâu mặt ngựa, tay cầm binh khí, miệng hét vang những lời ác ôn sấm sét như thế này: Ngươi đã cố ý nạo phá thai nhi, nên phải chịu đau khổ cùng cực như thế. Mãi từ kiếp này sang kiếp khác không được ngừng nghỉ. Các loại quả báo như thế, nếu nói giọng ngữ dối gạt người, thì ta không phải là Phật. Lúc đó, người nữ điên đảo nghe Phật nói xong, khóc lóc thảm thiết, ngất xỉu tại chỗ. Lát sau tỉnh dậy, bạch với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, có phải duy nhất mình con phải chịu nỗi thống khổ như thế này? Còn những phụ nữ khác cố ý nạo phá thai, họ có nhận chịu sự đau khổ vậy không? Thai nhi ở trong bụng của ngươi đã đầy đủ hình người, ở trong bụng mẹ giống như ở địa ngục, như những tảng đá lớn đè lên thân hình. Nếu người mẹ ăn những món ăn có tính nóng vào, thì thai nhi như ở trong địa ngục nóng bỏng. Nếu ăn các thức ăn có tính lạnh vào, thì thai nhi giống như ở trong địa ngục hàn lạnh, suốt ngày bị các đau khổ dày dò. Còn bản thân bị lửa vô minh dậy khởi, tích chứa phiền não, sinh khởi niệm ác, cố ý uống thuốc nào phá thai. Ngươi cố gây tạo loại ác nghiệp này, đương nhiên đã tạo nhân đọa vào địa ngục A Tỳ. Các tội nhân ở trong địa ngục vô gián chính là bạn đồng hành của ngươi. Con từng nghe người có trí tuệ nói rằng, không luận là người gây tạo các ác nghiệp gì, chỉ cần gặp Phật Đà và chúng tăng thanh tịnh, khẩn thiết cầu sám hối, bỏ các điều ác, làm các điều thiện, tội nghiệp liền được tiêu trừ. Dù khi chết đã vào địa ngục A Tỳ, những người thân quyến còn sống, vì người quá cố tu tạo các việc phước thiện,
thì người chết sẽ được sanh lên cõi trời. Việc này có đúng như thế không? Cầu xin Thế Tôn giải thích cho con hiểu. Không sai. Nếu có chúng sanh gây tạo các trọng tội, may mắn gặp Phật và chúng tăng thanh tịnh, mà chí thành khẩn thiết sám hối, về sau sẽ không còn sai phạm nữa, thì tất cả tội nghiệp đều được tiêu trừ. Dù sau này chết đi, nếu được lục thân quyến thuộc còn sống, chí thành lễ bái Đức Phật, cúng dường chư tăng, trong vòng 7 ngày đọc tụng kinh điển Đại Thừa, đốt nhang rải qua cúng dường Tam Bảo, thì những quỷ sứ cõi âm sẽ cầm cờ phan năm màu đến điện Diêm Vương. Rất nhiều quỷ sứ cùng đứng dây quanh cờ phan năm màu ca ngợi tán thán, với những âm thanh dịu dàng nhu hòa, hướng đến vua Diêm Vương thưa rằng: người chết này biết tích chứa phước thiện, người chết này biết tích chứa phước thiện. Vua Diêm Vương nhìn thấy cờ phan năm màu, lòng liền vui vẻ hoan hỷ, lớn tiếng sướng lên rằng: ta nguyện mình tích chứa việc thiện giống như họ vậy. Ngay lúc đó, tất cả địa ngục biến thành suối nguồn trong mát, núi đao rừng kiếm biến thành hoa sen, tất cả tội nhân cảm nhận sự thanh thản an vui. Nếu có người đã mất, không tin Phật Pháp, không học kinh điển Đại Thừa, không có lòng hiếu kính, không có tâm từ bi, lại tin vào tà kiến ngoại đạo, trong vòng 7 ngày, người thân quyến thuộc của người quá cố lại không tu phước thiện tích đức, cho nên trong cõi u minh, những quỷ sứ cầm cờ phan màu đen cùng với vô số ác quỷ đi theo đến báo Diêm Vương rằng: người mất này là kẻ tích chứa điều ác. Vua Diêm Vương nhìn thấy những cờ phan màu đen, lập tức nổi giận, trừng mắt hét vang, tiếng hét vang động cả cung Diêm Vương. Liền bắt người tội ném vào 18 tầng địa ngục, hoặc ném lên núi đao rừng kiếm, hoặc ném lên giường sắt nóng, hoặc bắt ôm cục đồng, hoặc kéo lưỡi tội nhân ra cho trâu cày lên đó, hoặc dùng chày cối bằng đá bầm nát thân thể, hoặc dùng cối đá nghiền nát xương thịt của họ. Trong một ngày có 8 vạn 4 ngàn lần sống đi chết lại, sau đó lại chuyển sanh vào địa ngục A Tỳ, thọ chịu thêm những đau khổ vô cùng khốc liệt, mãi từ kiếp này sang kiếp khác, nỗi khốn khổ không bao giờ dứt được. Những điều ta nói chưa có hết đâu. Ngay lúc đó trên không trung có tiếng hét vang lên rằng: người cố ý nạo phá thai giết con cái, phải nhận quả báo chết yểu. Ta là quỷ sứ của Diêm Vương, đến bắt ngươi về quy án đây. Người nữ có tên Điên Đảo la khóc thảm thiết, ôm chân Đức Phật mà nói rằng: ngưỡng sinh Thế Tôn, cầu Thế Tôn nói cho con biết tường tận phương pháp diệt tội và đại pháp tạng mà chư Phật đã nói, như thế khi chết con mới có thể nhắm mắt được. Ngay lúc đó, Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai dùng oai lực của Phật đối với quỷ sứ Diêm Vương rằng: sát quỷ vô thường, bây giờ ta nói cho người nữ có tên Điên Đảo hiểu về kinh diệt tội trường thọ. Ngươi hãy chờ đợi ta trong chốc lát, tự nhiên sẽ xuất hiện những cảnh giới không giống nhau. Các ngươi nên chú ý lắng nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho các ngươi hiểu. Pháp môn bí mật mà chư Phật trong quá khứ đã từng nói là kinh diệt tội trường thọ, giúp cho các ngươi xa lìa ác đạo. Điên Đảo, ngươi nên biết sát quỷ vô thường này không có tình cảm đâu. Dù ngươi có dùng vô số vàng bạc châu báu như kim ngân, lưu ly sa cừ, xích châu mã não để hối lộ hắn, để chuộc sinh mạng của mình, cũng chỉ là uổng phí mà thôi. Cho dù là quốc vương thái tử, đại thần trưởng giả, ỷ có đầy đủ uy quyền thế lực, cũng không sao tránh khỏi sát quỷ vô thường đến lấy sinh mạng của mình. Điên Đảo, ngươi nên biết chỉ có một chữ Phật mới cứu được sanh mạng của ngươi. Điên Đảo, trên đời này có hai loại người hy hữu rất khó gặp được, như hoa ưu đàm khó gặp hoa nở. Hạng người thứ nhất từ xưa đến nay chẳng gây tạo các ác nghiệp. Hạng người thứ hai
là người có lỗi mà biết thức tỉnh, ăn năn sám hối, quyết lòng hối cải. Người như thế thật là hy hữu, thật là đáng quý. Con nay đối diện trước mặt ta, thành tâm sám hối, ta đương nhiên phải nói cho con hiểu về kinh diệt tội trường thọ, giúp con tránh khỏi sự khổ đau của sát quỷ vô thường đến truy bắt điên đảo. Ta nói cho con biết, trong tương lai vào đời ngũ trược ác thế, nếu có người giết hại cha mẹ, cố ý nạo phá thai, phá hoại tháp Phật chùa chiền, làm cho thân Phật chảy máu, phá hoại hòa hợp tăng, tức là gây tạo năm tội ngũ nghịch, phải đọa vào địa ngục vô gián, thọ nhận quả báo đau khổ vô cùng khốc liệt. Chúng sanh tạo năm tội ngũ nghịch này, nếu thọ trì bộ kinh diệt tội trường thọ này, biên chép độc tụng, hoặc tự mình ghi chép, hoặc nhờ người khác ghi chép, như vậy có thể tiêu trừ tội nghiệp, được sanh về cõi trời Phạm Thiên, hưởng thọ phước báo thù thắng. Huống nữa, bây giờ đích thân con gặp ta, thật là duyên phước. Con từ vô lượng kiếp trước từng tạo nhiều thiện nghiệp, hơn nữa giờ đây lại biết thưa thỉnh, thiết tha cầu xin sám hối, cho nên không bao lâu sau sẽ được thành vô thượng pháp luân, vượt thoát biển khổ sanh tử vô biên, có thể chiến đấu với thiên ma ba tuần và xé nát cờ phan của thiên ma. Hiện giờ con cần phải chú tâm lắng nghe. Ta nói theo pháp 12 nhân duyên mà chư Phật quá khứ đã từng nói, nay nói cho con biết. Tất cả chúng sanh xưa nay bản tánh vốn là thanh tịnh, do quá khứ vì một niệm vô minh vọng động, dấy khởi vọng thức, từ đây tạo ra vô số các hành nghiệp, liền có thức nhập thai. Khi có thức nhập thai thì có thai nghén đời hiện tại, có thai nghén từ từ hình thành và đầy đủ các bộ phận tai mắt mũi lưỡi thân ý. Bấy giờ sáu căn đầy đủ, sau khi sanh ra sáu căn này sẽ nhận biết sáu loại cảm giác. Sáu loại cảm giác còn gọi là sáu loại cảm thọ. Có cảm thọ thì phân biệt yêu ghét, sau khi có yêu ghét thì sẽ chấp trước, nên gắng sức để đoạt lấy. Có sự đoạt lấy thì lại hình thành nghiệp nhân của đời tiếp theo, thì phải lãnh chịu sự sinh ra của đời sau. Có sinh thì có già, có chết, và kèm theo tất cả những lo lắng bi thương khổ não. Đây chính là lối thuận sanh của 12 nhân duyên. Nếu không có vô minh vọng động thì làm sao có hành vi tạo nghiệp? Không có hành vi gây nghiệp thì làm sao có thức để nhập thai? Không có thức để nhập thai thì làm sao có thai nghén của sắc thân này? Không có sắc thân thì chẳng có hiện diện của sáu căn. Không có sáu căn thì không có sáu loại cảm giác. Không có cảm giác thì không có cảm thọ. Không có cảm thọ thì không có thương yêu ái luyến. Không có ái luyến thì không dính mắc đoạt lấy. Không có dính mắc đoạt lấy thì không có nghiệp báo nhân quả của đời tương lai. Không có nghiệp nhân quả đời tương lai thì không có sự sinh của đời tương lai. Không có sự sinh ra thì chẳng có già chết cùng với ưu bi sầu khổ phiền não. Đây chính là lối diệt trừ của 12 nhân duyên. Điên đảo, con phải biết, tất cả chúng sanh không quán chiếu 12 nhân duyên, cho nên bị lưu chuyển ở trong biển khổ sanh tử. Nếu có người quán chiếu thông suốt 12 nhân duyên này, có thể thấy được thật tướng các pháp. Thấy được thật tướng các pháp tức là thấy được Phật. Thấy được Phật tức là thấy được Phật tánh. Tại sao ta nói như thế? Bởi vì tất cả chư Phật đều lấy pháp 12 nhân duyên này làm pháp tánh. Con bây giờ được nghe ta nói về 12 nhân duyên này thì thấy được Phật tánh thanh tịnh, tức là bậc pháp khí của Phật môn. Bây giờ ta nói tiếp cho con nghe về đạo chân thật không hai. Con khéo tư duy giữ gìn nhất niệm. Nhất niệm tức là bồ đề tâm. Bồ đề tâm còn gọi là đại thừa tâm, bởi vì căn tánh chúng sanh không giống nhau. Cho nên chư Phật Bồ Tát khi nói pháp phân chia thành ba thừa,
Trong mỗi niệm của con thường xuyên khéo giữ bồ đề tâm này, chớ để quên mất. Cho dù năm ấm sắc, thọ tưởng, hành thức, lẫy lừng hưng thạnh, bốn con rắn, đất, nước, gió, lửa luôn luôn nuốt chửng, ba độc tham sân si thường phát tác, sáu vật là sắc thanh hương vị xúc pháp luôn thâm nhập, và tất cả yêu ma quỷ quái đến quấy phá gây phiền não, con cũng phải giữ vững tâm bồ đề này, đừng bị dao động hoặc thối thất. Con phát khởi tâm bồ đề này thì thân thể của con bền chắc như kim cang, tâm như hư không, người khác khó phá hoại được. Tâm bồ đề kiên cố tức chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đầy đủ thường lạc ngã tịnh của bốn đức niết bàn. Khi có bốn đức niết bàn rồi thì sanh già bệnh chết, tất cả địa ngục sẽ đoạn tuyệt đối với con. Như vậy sát quỷ vô thường sẽ không thể truy bắt con về quy án. Trong lúc Phật nói pháp này, ở trong đại chúng từ trên hư không tiếng quỷ sứ vang lên như thế này: nghe pháp yếu của Đức Thế Tôn đã nói, địa ngục cũng có thể biến thành ao sen thanh tịnh. Tại sao ta không buông bỏ cảnh giới ma quỷ này? Sau đó quỷ sứ nói tiếp: sau khi ngươi chứng được thánh đạo, đừng quên đến để hóa độ cho ta nha. Ta đã nói cho con về 12 pháp nhân duyên rồi, bây giờ lại nói tiếp cho con hiểu 6 pháp ba la mật, tức là 6 độ mà các Bồ Tát đã tu. Sao gọi là 6 độ? Một là cần phải có tâm bố thí rộng khắp, bố thí giúp cho mình không tham lam. Hai là giữ gìn giới luật trong sạch, giới luật giúp cho mình không quỷ phạm về đạo đức. Ba là luôn nhẫn nhục, nhẫn nhục giúp mình dẹp tâm sân giận. Bốn là luôn luôn tinh tấn, tinh tấn giúp mình xóa tan tâm lười biếng. Năm là siêng năng tu thiền định, thiền định giúp tâm không tán loạn. Sáu là trí tuệ sâu sắc sáng suốt, trí tuệ sáng suốt rõ ràng giúp mình xóa tan ngu si. Sáu độ đầy đủ mới đạt đến bờ giác ngộ, thiếu một cũng không được. Có bài kệ mà chư Phật quá khứ khi giác ngộ đã nói: các hành vô thường là pháp sanh diệt, sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Con nên hoan hỷ phụng hành. Lúc này người nữ có tên Điên Đảo nghe pháp hoan hỷ, tâm sáng suốt thanh tịnh, liễu ngộ tất cả, nương thần lực của Phật mà bay lên hư không, cao đến 7 đa la thọ, an tâm tĩnh tọa. Bây giờ có một người dòng Bà La Môn, gia đình giàu có, không ai sánh bằng, bỗng mang trọng bệnh. Thầy thuốc khám bệnh cho ông nói cần phải có mắt người hòa vào trong thuốc mới chữa khỏi bệnh. Nghe vậy trưởng giả liền sai người hầu của mình đi các ngã đường lớn tiếng rao rằng: có người nào nhẫn chịu được đau khổ, móc mắt ra ban sẽ trả giá rất cao. Tiền vàng châu báu, muốn cái gì sẽ cho cái đó, nhất định không nói dối nuốt lời. Người nữ tên Điên Đảo nghe rồi lòng liền vui mừng, tự nói với mình rằng: ta đã nghe Phật nói kinh Trường Thọ có thể giúp ta diệt trừ các nghiệp xấu ác, tâm đã liễu ngộ Phật tánh và xa lìa khổ nạn địa ngục và sát quỷ vô thường. Ta dầu thịt nát xương tan, quyết lòng báo đáp ân đức từ bi của Phật. Tôi năm nay 49 tuổi, được nghe Phật nói kinh diệt tội Trường Thọ, tôi nguyện không tiếc thân mạng này, phát nguyện viết 49 quyển kinh Trường Thọ, mong rằng để cho tất cả chúng sanh thọ trì đọc tụng, nên cần bán cặp mắt này làm phí tổn để viết kinh. Đôi mắt tôi không có giá trị nhất định, tùy ông cho tôi bao nhiêu cũng được. Sí.
Lúc ấy, trời đế thích quá thành 49 người đến chỗ Thiên Đảo. Chúng tôi muốn chép kinh này giúp bà, để bà nhìn thấy, sau đó mới bán mắt. Như vậy bà có chịu không? Lúc này, người nữ điên đảo vô cùng hoan hỷ vui mừng, không thể tả xiết. Tức liền chặt một cánh tay trên thân của mình, rút xương gọt thành cây bút, và dùng máu làm mực để cung cấp cho người trời viết kinh. Trải qua 7 ngày mới viết xong kinh. Những người do trời đế thích biến hóa ra nói với người nữ điên đảo rằng: lời hứa của bà với chúng tôi, mong rằng bà có thể thực hiện. Bây giờ chúng tôi đã chép kinh xong, bà xem qua rồi thì bà phải móc cặp mắt cho chúng tôi, để chúng tôi đi bán cho người Bà La Môn. Lúc ấy, người nữ điên đảo liền bảo Chiên Đà La móc hộ cặp mắt của bà. Bà còn nói với họ, sau khi bán được tiền phải chi một phần cho Chiên Đà La. Trong lúc Chiên Đà La định đưa tay móc mắt bà, thì 49 người trời cùng la lên bảo ngưng lại và tán thán rằng: hy hữu khó được, hy hữu khó được, không thể nghĩ bàn. Nữ nhân điên đảo chặt xương làm bút, lấy máu làm mực, không tiếc thân mạng, nhẫn chịu đau đớn để viết kinh này. Chúng ta sao nỡ nhẫn tâm móc cặp mắt của bà chứ? Bây giờ chúng tôi chẳng cần mắt của bà để bán cho Bà La Môn nữa, nhưng mong bà sau khi đắc đạo, hãy đến đây cứu độ cho chúng tôi trước tiên. Chúng tôi mong rằng đời đời kiếp kiếp, bất luận là ở đâu, đều được cùng bà làm thiện tri thức, tuyên nói kinh này, để cứu độ tất cả chúng sanh ở trong biển khổ. Lúc đó, Nang Đà Long Dương với các Long Dương khác dùng đại uy lực làm các huyễn thuật ăn cắp kinh của nữ điên đảo, đem về Long Cung thọ trì cúng dường. Lúc đó, người nữ điên đảo nhìn thấy mất hết kinh điển ngay trong chốc lát, khóc lóc nghẹn ngào bạch với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, còn chẳng tiếc thân mạng, róc thịt lấy xương để chép kinh trường thọ, mong rằng truyền bá rộng rãi cho tất cả chúng sanh. Nhưng bây giờ những bộ kinh đó đột nhiên biến đâu mất, khiến trong lòng của con vô cùng sầu muộn, như có tên độc làm hại thân con, không thể chịu được. Kinh của con được 8 bộ Long Dương thỉnh vào Long Cung thọ trì cúng dường. Con nên khởi tâm hoan hỷ vui mừng, không nên sầu đau khổ não. Điên đảo, con làm như thế rất tốt. Khi mạng sống của con vừa hết, chắc chắn nhờ vào công đức này mà được sanh về cõi trời vô sắc giới, để hưởng thọ phước báo hạnh phúc cõi trời, vĩnh viễn không làm thân người nữ. Bạch Thế Tôn, điều con nguyện là không phải sanh lên cõi trời để hưởng phước, chỉ mong đời đời kiếp kiếp gặp được Thế Tôn, tâm Bồ Đề không thối chuyển, ở nơi nào cũng vì tất cả tội khổ chúng sanh tuyên dương rộng bày giảng nói kinh này. Con đừng nói giọng ngữ nữa. Nếu những lời con nói là giọng ngữ, thì con sẽ bị sát quỷ vô thường truy đuổi. Nếu lời nói của con chân thật, không phải là giọng ngữ, thì vết thương trên người của con lập tức bình phục như cũ ngay trước mặt của Phật. Do nguyện lực của điên đảo, cánh tay bình phục như cũ. Đức Phổ Quang Như Lai bảo điên đảo rằng: nếu con một lòng chí thành niệm Phật, có thể sanh từ nước Phật này sang nước Phật khác, thấy được vô lượng vô biên thế giới chư Phật, hiểu được thế giới không thể nghĩ bàn của chư Phật và những lời của Phật đã tuyên nói. Ngay lúc đó, người nữ điên đảo trong thoáng chốc chứng được vô sanh pháp nhẫn, tam miệu tam bồ đề.
Văn Thù, con nên biết Phổ Quang Như Lai ngày xưa chính là tiền thân của ta. Người nữ điên đảo chính là tiền thân của con. 49 người trời chép kinh lúc trước, nay chính là 49 vị Tân Phát Bồ Đề Tâm Bồ Tát. Văn Thù, ta trải qua vô lượng kiếp đến nay, thường thuyết giảng nói kinh này cho các con và phương pháp hộ thân, mong muốn tất cả chúng sanh đang mang tội nghiệp nghe được kinh diệt tội trường thọ này, chỉ cần nửa bài kệ lọt vào tai họ thì tất cả tội nghiệp thảy đều tiêu trừ. Huống chi bây giờ ta đã trùng tuyên giảng nói. Ở trong phòng ngủ của quốc vương Ba Tư Nặc, vua bỗng nhiên nghe thấy âm thanh người nữ khóc lớn tiếng. Ở trong thâm cung của ta, từ xưa đến nay chưa hề xảy ra chuyện này, sao lại có tiếng khóc ai oán như thế? Sáng hôm sau, quốc vương Ba Tư Nặc phái người đi các ngã đường để tìm nguyên nhân khóc đêm qua. Sứ giả mang về hoàng cung một người đang hoảng sợ và ngất xỉu dưới đất. Vua Ba Tư Nặc sai người lấy nước lạnh tạt lên mặt. Người nữ tỉnh dậy từ từ. Tối đêm qua tiếng khóc ai oán thê thảm xuất phát từ ngươi có phải không? Vâng, đúng thật là tiếng khóc của tiểu nhân. Tại sao ngươi lại khóc lóc bi ai như vậy? Có ai bức hiếp ngươi không? Sự oán hận khóc thương của tiểu nhân chẳng phải vì ai lừa dối hay bức hiếp tiểu nhân cả. Sự việc như thế này, mong đại vương nghe tiểu nhân nói. 14 tuổi tiểu nhân kết hôn, 30 năm nay đã sanh 30 đứa con. Đứa nào tướng mạo trông cũng thật dễ thương, môi đỏ như son, răng trắng như ngọc, giống như những đóa hoa nở vào mùa xuân. Tiểu nhân yêu chúng nó như hạt minh châu trong lòng bàn tay, cũng như tâm can tủy não của mình. Tiểu nhân xem chúng còn hơn tánh mạng của mình. Nhưng trong đám con cứ chết yểu từng đứa, bỏ tiểu nhân mà đi. Bây giờ chỉ còn lại một đứa sau cùng, mới hơn một tuổi. Nó như là nguồn mạch sống của tiểu nhân. Bây giờ con lại chỉ biết trừng to đôi mắt, nhìn thấy tính mạng nó nguy hiểm. Vì thế mà tối qua tiểu nhân đã kêu khóc thống thiết đau khổ. Tất cả các cuộc sống của ba tánh đều dựa vào ta, giống như là con cái của ta. Nếu không cứu giúp, không giải nguy cho bà, thì ta đâu xứng đáng là quốc vương nữa. Tâu đại vương, sau khi đứa bé chào đời nên lập bàn thờ cúng các vì sao trong thập vị bát tú để cầu phúc tăng thọ mạng cho nó, như thế mới có thể tránh khỏi khổ đau chết yểu. Mong đại vương đem phương pháp này ban khắp thiên hạ. Lúc đó có một vị đại thần trí tuệ đã từng gieo trồng nhiều căn lành nơi vô lượng chư Phật, tên là Định Huệ, bước đến bẩm báo đại vương. Đại vương minh giám. Phương pháp của sáu vị đại sư đã nói, nhất định không thể tránh khỏi sự đau khổ chết yểu. Loại đau khổ chết yểu này chỉ có Phật mới diệt trừ được. Vị Phật này chính là Thái tử Tất Đạt Đa họ Cù Đàm. Thái tử không thầy mà tự giác ngộ, thấu triệt được chân lý vũ trụ, bây giờ đang nói kinh diệt tội trường thọ tại núi Kỳ Xà Quật.
Mong đại vương đến đó xem nghe và thọ trì. Nếu nghe được nửa bài kệ trong kinh này, thì trong kiếp ngàn đời, tất cả tội nghiệp thảy đều tiêu diệt. Tất cả đồng tử trẻ con được nghe kinh này, dù chưa tỏ ngộ và hiểu nghĩa, nhưng do công đức nghe kinh, tự nhiên trường thọ. Ngày xưa ta từng nghe sáu vị sư giảng pháp, và họ nói rằng Sa Môn Cù Đàm ngày tháng học đạo vô cùng cạn cợt, là một tiểu tử râu tóc chưa mọc đầy đủ, nhỏ tuổi nông cạn. Sáu vị sư từng nói yêu quái quyển hoặc chính là tiểu tử Cù Đàm này. Nếu người nào sùng bái ông ta, phần nhiều mất đi chánh đạo. Thích Ca Mâu Ni là thầy của người trời, từng tu vô lượng kiếp khổ hạnh, nay được thành Phật chuyển Pháp Luân, nói lại những lời chư Phật quá khứ từng nói, không trái lời nguyện của tất cả chúng sanh, sức lớn từ bi cứu quần chúng mê. Gặp Phật ra đời như rùa mù gặp bọng cây, như hoa ưu đàm ngàn năm một lần nở. Cuối mong đại dương đến đó nghe Pháp, đừng tin những gì lục sư ngoại đạo nói. Lúc này, Đại Thần Định Huệ nói xong bài kệ, dùng thần thông từ dưới đất bay lên hư không, cao hơn 7 cây đa la, tức thời ở trước mặt đại dương đọc chú, khoảnh khắc một hơi thở. Làm cho núi Tu Di và nước trong biển cả vào trong lòng mình vẫn an nhiên tự tại. Yobati Nạc thấy cảnh giới này, vui mừng tán thán cho là hy hữu, biết Đại Thần Định Huệ là thiện tri thức chân chánh, cho nên bước tới đảnh lễ. Thầy của Khanh là ai? Thầy tôi là Phật Thích Ca Mâu Ni, hiện nay đang ở thành Dương Xá, ở trong núi Kỳ Xà Quật nói kinh diệt tội trường thọ. Sau khi vua nghe rồi, trong lòng vô cùng hoan hỷ, tức thời giao việc lớn quốc gia cho Đại Thần Định Huệ trông coi, tự mình thống lãnh rất nhiều quyến thuộc, cùng với các đại thần trưởng giả, dùng 4 chiếc xe ngựa chở đầy châu báu, đồng thời cũng dẫn hoàng hậu và hoàng tử đi về hướng thành Dương Xá. Khi đến núi Kỳ Xà Quật thành Dương Xá, quốc vương hiến dân cúng dường hoa tươi và trăm loại cống phẩm tốt đẹp, cởi bỏ những đồ trang sức trên người, sau đó đi quanh nhữ Phật 7 vòng, chắp tay hướng Phật mà đảnh lễ, đồng thời lấy hoa tươi rải khắp cúng dường, sau đó kể rõ với Phật về việc của người phụ nữ này. Người nữ này ở trong đời quá khứ là một người mẹ kế, đã sinh lòng đố kỵ, lấy thuốc độc giết chết 30 đứa con trai của người vợ trước. Những người con lúc bị giết chết đều phát ra lời thệ rằng nguyện đời đời kiếp kiếp làm con của bà ấy, sau khi sanh ra lại qua đời chết yểu, khiến cho bà ta thân tâm đau đớn, lúc đau thì gan ruột như bị cắt. Bây giờ bà đến đây nghe ta nói kinh diệt tội trường thọ, chỉ cần có một câu kệ lọt vào tai bà, thì những quan gia trái chủ của bà từ đây đoạn tuyệt, không tìm đến trả thù. Khi con cái thọ thai, ma dương 3 tuần tức thời biến thành 4 con rắn độc, các tặc lục trần nhập vào thân của đứa bé. Nếu 4 rắn độc và lục tặc có một thứ không điều hòa, thì mạng căn của thai nhi tức thời đoạn mất. Này ta có thần chú Đà La Ni, khéo trị thì sẽ tăng thọ cho thai nhi rất là hiệu nghiệm. Nếu ai có hoạn nạn khổ đau, nghe câu chú này của ta, một khi nghe lọt vào tai thì các tai nạn sẽ được tiêu trừ. Chú này có thể khiến các ác ma tứ tán bỏ chạy. Jura jura jura
Câu văn của chú Đà La Ni này: nếu có người trai lành gái lành nào, vì tất cả các đồng tử nhập thai, xuất thai, thọ trì, độc tụng, hoặc vì trẻ nít có bệnh hoạn mà diễn nói, trải qua 7 ngày 7 đêm, đốt hương trải qua, viết kinh cúng dường, chuyên tâm một lòng nhất ý nghe kinh thọ trì, thế thì tất cả trọng bệnh và nghiệp chướng đời trước thảy đều tiêu trừ. Bạch Thế Tôn, con là Đại Y Dương, trị tất cả các bệnh. Các trẻ nít thường hay bị chính loại bệnh, như thế cũng đủ lấy đi sanh mạng của nó. Chính loại bệnh đó là gì? Một là khi cha mẹ hành phòng trong trường hợp không thích hợp. Hai là khi sinh sản để máu làm ô uế dưới đất, khiến địa thần không ở được, các loại ác quỷ thừa cơ hội đó mà vào. Ba là khi sinh sản không làm sạch sẽ những độc trùng trong rốn. Bốn là trong lúc sinh sản không dùng bông gòn đã sát trùng lau chùi máu đổ của thai nhi. Năm là sát sanh hại mạng để cho bà con bạn bè thân thuộc ăn uống vui mừng. Sáu là trong lúc người mẹ mang thai và trong thời gian cho trẻ bú đã ăn các loại thức ăn nguội lạnh. Bảy là khi trẻ con có bệnh lại cho ăn các loại thịt. Tám là khi sản phụ sinh sản ở trong phòng lại thấy các cảnh tượng không tốt lành. Nếu dây rốn chưa cắt thì làm cho người mẹ chết trước. Nếu dây rốn được cắt thì sẽ làm cho thai nhi chết yểu. Thế nào là thấy cảnh tượng không lành? Như thấy những thây người chết và những cảnh tượng ly kỳ không trong sạch. Vì cặp mắt của sản phụ không thanh tịnh cho nên gọi là không tốt lành. Nếu dùng ngưu hoàng, trân châu, quang minh sa tán thành bột hòa với mật ong cho trẻ uống, có thể làm cho tâm thần định lại, tránh khỏi việc không may xảy ra. Chính là vào ban đêm ẩm trẻ sơ sinh đi dạo bên ngoài bị ác quỷ đánh đập. Tất cả trẻ nít sơ sinh nếu cẩn thận thì có thể tránh khỏi chính việc như trên, thì trọn sẽ không bị chết. Cũng vào lúc này, Thiên Ma Ba Tuần ở trong ma cung, vì có tha tâm thông, biết Phật đang nói kinh diệt tội trường thọ hộ các trẻ nít Đà La Ni chú, sau đó sanh đại giận dữ, la lớn tiếng, sầu lo không vui. Ma Dương có ba người con gái, vừa nhìn thấy Phụ Dương giận dữ, nóng nảy lo lắng, bước đến hỏi Phụ Dương rằng: không biết Phụ Dương vì có việc gì mà sầu não không vui như thế? Người Sa Môn họ Cù Đàm hiện nay đang ở trong núi Kỳ Sa Quật, ngoài thành Dương Xá, nói kinh trường thọ diệt tội cho vô lượng vô biên chúng sanh. Còn đem bộ kinh này quảng bá rộng khắp cho tất cả chúng sanh bây giờ và tương lai, khiến cho tất cả chúng sanh được trường thọ an vui. Như thế chính làm xâm tổn cảnh giới của ta, làm sao ta không khởi niệm ác được chứ? Bây giờ ta cần thống lĩnh tất cả quyến thuộc cùng tất cả ma binh đến đó chinh phạt. Cho dù không cản trở được Sa Môn Cù Đàm giảng bộ kinh trường thọ diệt tội này, nhưng với quái lực thần thông của ta bây giờ cũng đủ sức ngăn cản việc nghe của chư thiên và đại chúng, không để cho họ nghe Phật nói kinh này. Thiên Ma Ba Tuần có ba nữ, cúi đầu bạch trước Phụ Vương rằng: Cù Đàm là thầy của trời người, không dùng ma lực cấm chỉ được. Ngày trước ở dưới cội Bồ Đề, lúc Phật ngồi pháp tòa Cát Tường, chúng con đã dùng phép yêu thuật, được xưng số một trong thiên nữ, trăm loại mưu kế làm mê hoặc Bồ Tát cũng không bị đắm nhiễm. Còn quán thân nữ như bà lão nay thành chánh giác thầy giác ngộ, Phụ Dương dương cung làm quảng sợ, binh khí quân ma dây hư không. Bồ Tát xem như trò trẻ con, không chút sợ hãi hoặc thối tâm. Nay ngài thành đạo bậc Pháp Vương, mong Phụ Vương bỏ ác ý. Sau khi Thiên Ma Ba Tuần nghe con gái nói kệ xong, lại rút hết tất cả quyến thuộc sắp xếp lại để suy nghĩ một kế hoạch khác. Ma Dương tuyển chọn một vài phần tử ưu tú, nói với họ rằng: ta cùng các ngươi đến chỗ Phật,
giả bộ đầu hàng với Phật. Sau đó nghĩ ra nhiều mưu kế thiện xảo để giành lấy sự tín nhiệm của Phật. Sau khi đã giành lấy sự tín nhiệm rồi, chúng ta sẽ thừa cơ mà làm tất cả việc ác, hầu cản trở việc truyền bá kinh này. Thiên Ma Ba Tuần cùng quyến thuộc đến chỗ Phật, sau khi nhiễu Phật bảy vòng đến quỳ trước Phật bạch rằng: Thế Tôn, thuyết pháp có mệt không? Con này đem tất cả quyến thuộc đến đây để nghe Phật nói kinh trường thọ diệt tội và muốn trở thành đệ tử Phật. Cuối mong Thế Tôn từ bi chấp nhận tâm ý của con. Trong lúc ngươi ở trong cung ma đã sinh lòng giận dữ, bàn kế hoạch đến đây giả đầu hàng quy phục để tiện cho việc đi lại, mà thừa cơ để thực hiện những việc ma ác. Trong giáo pháp của ta không dung chứa thâu nhận những kẻ dối gạt như ngươi. Bạch Thế Tôn, những một kế gian dối ngu dại của con thật chẳng giấu giếm được Thế Tôn. Cuối mong Thế Tôn với lòng đại bi tha thứ cho những hành vi tội lỗi của con. Giờ con nghe được chú trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni, bây giờ con phát nguyện tất cả chúng sanh trong đời mạt pháp sau này mà thọ trì đọc tụng biên chép kinh này, ở nơi chỗ con, con tức thời hộ trì không cho ác quỷ thừa cơ hãm hại. Giả sử những tội nhân ở trong địa ngục trong một khoảnh khắc mà nhớ đến bộ kinh này, con sẽ dùng đại thần lực lấy nước của biển cả tưới lên tội nhân để được mát mẻ, để cho địa ngục biến thành ao sen. Lúc này có rất nhiều la sát từ hư không bay tới, cùng với la sát thượng thủ là la sát chuyên ăn thịt trẻ nít, cùng với quyến thuộc đồng loại của họ từ trên không trung bay xuống, đi nhiễu Phật ngàn vòng, sau đó hướng Phật mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con từ vô lượng kiếp đến nay thọ thân la sát, quyến thuộc của chúng con nhiều như cát sông Hằng, luôn bức bách và bị đói khát. Chúng con ở bốn vùng thiên hạ, việc duy nhất chỉ ăn nuốt thai nhi và máu thịt của trẻ sơ sanh. Quyến thuộc của chúng con chuyên môn thừa cơ hội đợi lúc sanh làm những việc như vợ chồng giao hợp thì ăn nuốt tinh khí của họ, khiến họ không thể nào đầu thai được, hoặc đi vào bụng mẹ để uống máu làm tổn thương thai nhi, hoặc trong vòng 7 ngày đầu khi sinh đẻ, chúng con thừa cơ hội để lấy sinh mạng của họ. Thậm chí cho đến 10 tuổi, quyến thuộc của chúng con biến thành các loại sâu trùng nhỏ ác độc, nhập vào trong bụng trẻ nít hoặc vào trong lục phủ ngũ tạng để ăn uống hết tinh huyết của trẻ nít, làm cho trẻ nít ói mửa thổ tả hoặc bị các chứng bệnh cam tích, bệnh sốt rét, hoặc làm cho mắt sưng lên hoặc trắng xanh, chướng bụng sưng phù dần dần cho đến chết. Chúng con hiện tại nghe Thế Tôn nói kinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử, vâng lời Thế Tôn chỉ dạy, làm cho quyến thuộc chúng con tuy vẫn bị cơn đói bức bách cũng không còn dám ăn nuốt thai nhi và trẻ sơ sanh. Các ngươi nên tiếp nhận những điều giới cấm của ta trong Phật pháp, có thể làm cho các ngươi xả bỏ thân la sát này, được sanh lên cõi trời hưởng thọ phước báo. Nếu có con nít bị các tật bệnh khổ nạn, bảo người mẹ hiền của họ lấy ít sữa chia ra rồi hướng lên hư không để bố thí tất cả la sát, đồng thời giữ thân tâm thanh tịnh, thọ trì bộ kinh trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni này, hoặc biên chép độc tụng, bệnh hoạn lập tức được tiêu trừ. Nếu thật sự được sanh lên cõi trời, quyến thuộc của chúng con sẽ không xâm hại tất cả trẻ nít và sữa mẹ của họ, thà rằng nuốt những hoàng sắc quyết không ăn máu huyết trẻ nít. Sau khi Phật diệt độ, ở những nơi có người thọ trì đọc tụng kinh này, nếu có người ác hãm hại pháp sư hoặc có ác quỷ hãm hại trẻ nít, chúng con nhất định cầm chài kim cang của Phật mà hộ vệ cho họ, không cho ác quỷ có được thuận lợi để hại họ. Lúc này, tất cả đại dương chư thiên cùng với quyến thuộc, tất cả long dương, dạ xoa dương, người tu la dương, càn thác bà, khẩn na la dương, ma hầu la và dương, bích lệ đa dương, tỳ xá la dương, phú đơn na dương, cho đến gia trác phú đăng na, tất cả chư dương,
mỗi vị đều thống lĩnh quyến thuộc bộ hạ của họ đến đảnh lễ Phật, đồng tâm chắp tay. Bạch Thế Tôn, chúng con từ nay trở về sau không lượn lở chỗ nào. Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Phật tử nam, Phật tử nữ, khi thọ trì kinh Trường Thọ này hoặc đọc tụng ghi chép, quyến thuộc của chúng con thường xuyên bảo hộ, hộ trì cho những người này và nơi ở của họ. Các vua chúng ta có thể trục xuất ác quỷ. Nếu có ác quỷ nào làm hại chúng sanh, gây nên tật hoạn dịch bệnh, nếu có người bệnh giữ được thân tâm thanh tịnh, biên chép thọ trì đọc tụng kinh này, tất cả các vua chúng ta nhiếp phục tất cả ác quỷ, không để cho họ hãm hại người ấy, hoặc gây chết oan, hoặc làm cho họ chết một cách đau khổ. Lúc này, Lao Cố Địa Thiên Dương đứng dậy bạch với Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có đệ tử thọ trì kinh Trường Thọ diệt tội hộ chư đồng tử này, địa thì chúng con thường xuyên hộ trì người đó, giúp họ được tăng thọ mạng. Chúng con thường dùng các loại vàng bạc, các loại tiền tài, lương thực gạo thóc cúng dường người có lòng tin như thế, giúp họ không bao giờ thiếu thốn và giúp họ khỏe mạnh bình yên, không sanh ưu não sầu khổ, tâm thường sanh hoan hỷ, có phước báo tốt lành, không để cho ngạ quỷ lấy mạng của họ. Nếu là trẻ sơ sinh, trong vòng 7 ngày, địa thần chúng con sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ, không để cho chết yểu. Bây giờ trong pháp hội có Kim Cang Lực Sĩ cũng đứng dậy bạch với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai vừa nói xong bộ kinh Trường Thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni chú, các đại thiên dương cùng quyến thuộc, các vua la sát, hộ pháp thiện thần, mỗi vị đều phát tâm phát nguyện hộ trì cho người biên chép đọc tụng kinh này, cung cấp những vật cần thiết, không để cho họ thiếu thốn. Con từng hỏi Đại Đức Bà Già, bà đã nói về Đại Thần Lực Câu Thần Chú Cát Tường này. Nếu có chung sanh lúc sanh tiền nghe được, trong kiếp ngàn đời sẽ không đoản mạng chết sớm, lại được phước báo thọ mạng vô lượng, không có bị các bệnh khổ não. Tuy rằng có tứ ma trên thân, nhưng không thể nghịch ngợm phản loạn, lại được tăng trưởng thọ mạng, có thể sống lâu đến 120 tuổi, càng có thể đạt đến cảnh giới không già không chết, đắc quả vị bất thối chuyển. Tất cả đệ tử Phật nếu có khổ nạn trọng bệnh, nghe được chú này có thể tránh được các ác mà đoạt lấy tánh mạng của họ. Lực sĩ Kim Cang liền nói thần chú: Chandra Tire Chandra Vime Chandra Ru Chandra Prabe Chandra Uttare Chandra Patiye Chandra Bame Chandra Kage Chandra Lokeshwa Tadiyata Chandra Chandra Vide Chandra Mahum Chandra Vati Chandra Puri Chandra Jaye Chandra Tire Chandra Vime. Rất tốt, rất tốt. Lực sĩ Kim Cang, người bây giờ có thể nói thần chú hộ chư đồng tử Cát Tường này, con sẽ trở thành bậc đại đạo sư của tất cả chúng sanh. Dân thù, con nên biết uy lực của thần chú này đã được chư Phật quá khứ tuyên nói, mục đích là xây dựng, hộ trì tất cả người tu hành, có thể làm tăng thọ mạng người già trời, làm tiêu trừ tất cả tội nghiệp cấu uế, ác kiến, hộ trì tất cả những người thọ trì kinh, tăng phước, tăng thọ. Sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt, nếu có tỳ kheo phá hoại giới luật do ta xây dựng nên, luyến ái tỳ kheo ni và tất cả người nữ, hoặc luyến ái sa di, sa di ni, hoặc ăn thịt, uống rượu, gian dâm nổi lên, hoặc kinh doanh sự nghiệp bất tịnh như người thế tục, hơn nữa tâm như khúc gỗ, không biết hổ thẹn, nhất định bị người thế tục khinh miệt, bởi vì đã làm quỷ diệt pháp của ta,
Nên biết, loại tỳ kheo như thế chính là người phạm tội ngũ nghịch, không phải là đệ tử của ta, là quyến thuộc của thiên ma, là luật sư ngoại đạo. Loại tỳ kheo tăng này hiện đời bị quả báo đoạn mạng chết sớm. Nếu tỳ kheo ni phá giới cũng thọ quả báo giống như thế. Nếu biết tội ăn năn chí thành sám hối, về sau không còn tái phạm, lại thọ trì kinh này sẽ tiêu trừ tội nghiệp, lại được sống lâu. Lại nữa, văn thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt, nếu có Bồ Tát phỉ báng người khác, lại đi khoe khoang công việc cho mình là hoàn thiện hơn người, không chịu đọc kinh điển Đại Thừa và truyền thọ dạy dỗ người khác, Bồ Tát như thế là bạn lữ của ma, không phải là Bồ Tát chân thật. Nếu chuyên tâm chí thành thọ trì kinh này, biên chép độc tụng, thì được chư Phật giá trì thân như kim cang không hoại. Lại nữa, văn thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt, nếu có quốc vương giết cha hại mẹ, chém giết lục thân một cách vô lý, không hành xử theo chánh pháp, đem quân đi đánh phá nước khác một cách vô lý, tuy quần thần khuyên can không nghe lại đem hành xử, tự mình lại dâm dật vô đạo, làm trái với chánh pháp do vua cha tạo dựng, phá hoại chùa tháp, thiêu đốt kinh tượng, thì sẽ đối diện với các tai họa, hạn hán, lục lội, mưa gió không điều hòa, nhân dân đói khổ, tật bệnh chết chóc. Do vì làm vua vô đạo nên đời hiện tại bị đoạn mạng chết sớm, sau khi chết lập tức đọa vào địa ngục A Tỳ. Nếu biết tội biên chép độc tụng, lưu thông cúng dường kinh này, chí thành sám hối các tội nghiệp, hành xử theo chánh pháp của tiên dương để lại, thì được trường thọ. Lại nữa, văn thù, sau khi ta diệt độ, ở trong đời ác năm trượt, nếu có đại thần cùng tất cả quan chức triều đình an hưởng bổng lộc, lại không tận trung với chức vụ, chuyên môn gian trá tham nhũng, không có tâm hổ thẹn, chuyên làm việc gian trá nịnh hót bất trung, tham lam hối lộ, hà hiếp dân lành, giết hại những người vô tội, ỷ quyền cậy thế, tùy ý xâm lấn tài sản của người khác, làm nguy hại quốc gia tài sản của dân, lại coi thường khinh mạng kinh điển, làm chướng ngại sự truyền bá giáo pháp Đại Thừa. Người như thế đời này bị đoản mạng chết sớm, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ, không có thời kỳ ra khỏi. Nếu biết tội chí thành sám hối, tinh tấn thọ trì kinh này, biên chép độc tụng, thì được trường thọ, làm quan lâu dài, hưởng được lộc trời. Lại nữa, văn thù, sau khi ta diệt độ, ở trong đời ác năm trượt, có người thiện nam tín nữ tại gia học Phật, lại tin vào lời ngoại đạo tà kiến điên đảo, không tin chánh pháp và kinh điển Đại Thừa. Người như thế, cho dù có gặp vô lượng trăm ngàn vàng bạc, mà vẫn ôm lòng keo kiết, lòng tham cầu tài lợi không biết đủ, nhiều tiền lắm bạc mà không đi bố thí cứu giúp những người nghèo khổ tật nguyền, lại không biên chép 12 bộ kinh thọ trì độc tụng, mà lại đi cầu xin tránh khỏi khổ ác quỷ vô thường, là điều không thể có được. Loại người này, gia đình của họ sẽ vô duyên vô cớ bị hủy hoại dần. Ở dưới bếp đột nhiên xuất hiện các loại chim, loại rắn độc chui vào phòng ngủ, chó đột nhiên nhảy lên mái nhà, chuột chạy ra kêu trăm loại tiếng, rất nhiều dã thú chim chóc bay đến tranh vào nhà của họ, trăm loại quỷ quái yêu mị xuất hiện ở trong nhà. Bởi vì nhìn thấy nhiều loại ma quái, tâm càng lo sợ phiền não. Bởi vì lo sợ phiền não càng nhiều, đưa đến chết sớm. Nếu biết tội, nếu biết lỗi, biên chép thọ trì bộ kinh này, lưu thông cho người khác đọc, thì có thể tiêu trừ các cảnh tượng xấu ác, lại được sống lâu. Lại nữa, văn thù, sau khi ta diệt độ,
Ở trong đời ác năm trượt, nếu có chúng sanh là cha mẹ nuôi con cái đến lúc trưởng thành, do lòng thương con thường xuyên lo lắng mà tâm sinh bệnh, là do nhân duyên gì? Ví dụ, con trai trưởng thành phải đi quân dịch, do chế độ pháp lệnh bản thân không chịu được, khiến cho cha mẹ lo lắng, gọi đó là tâm bệnh. Hoặc là con gái đến lúc trưởng thành phải đi lấy chồng mà bị gia đình nhà trai khinh miệt, vợ chồng bất hòa, hoặc do bực tức của mẹ chồng, vì thế lo lắng cho con gái mà thành tâm bệnh. Vì có tâm bệnh nên suốt trọn ngày ưu tư sầu đau khổ não. Vì do trọn ngày ưu sầu khổ não cho nên trăm bệnh phát sanh, làm khổ thân tâm, nhất định phải chết sớm. Nếu biên chép thọ trì kinh này, tức được sống lâu. Năng lực của kinh và chú làm cho hôn nhân hạnh phúc, hòa thuận mỹ mãn, xuôi gia hòa thuận, con trai được an vui trở về nhà, từ đó tâm bệnh được tiêu trừ. Lại nữa, văn thù: sau khi ta diệt độ, ở trong đời ác năm trượt, nếu có chúng sanh không có lòng từ bi, sát sanh hại mạng, lại ăn thịt của 10 loại chúng sanh. Văn thù: nên biết, những người làm như thế giống như giết cha mẹ, như ăn thịt lục thân của mình, bởi vì sát sanh hại mạng, lại càng thêm tổn thương bào thai của họ, vì vậy hiện đời chết sớm. Nếu như trong lúc vợ chồng giao hợp, sẽ bị ác la sát ăn nuốt tinh huyết của họ, làm cho không có con cái nối dõi tông đường. Nếu biên chép thọ trì đọc tụng kinh này, thì tránh được đoạn mạng chết sớm và dứt tuyệt kết quả xấu ác về sau. Lại nữa, văn thù: sau khi ta diệt độ, ở trong đời ác năm trượt, tất cả chúng sanh vì không có thần thông nên không biết được túc mạng của mình, cho nên không biết nhân quả luân hồi. Tạm thời có được thân người, liền cho là vui vẻ, dung túng cho thân này đi tạo tác các tội nghiệp, hoặc mắng chửi phỉ báng người khác, hoặc ý quyền cậy thế giàu sang, khởi lên các loại ác tâm, uy hiếp sinh mạng người khác, lại không tin kinh điển Đại Thừa, cống cao ngạo mạn. Những người như thế hiện đời sẽ bị quả báo đoạn mạng chết sớm. Nếu biết lỗi thành tâm thành ý sám hối, làm tâm mình điều hòa nhu nhuyến, biên chép kinh này, thọ trì đọc tụng, do năng lực của thiện căn kéo dài thêm tuổi thọ, cho dù có bệnh hoạn tai ách cũng không bị chết oan. Lại nữa, văn thù: sau khi ta diệt độ, ở trong đời ác năm trượt, nếu có chúng sanh do phụng lệnh của vua đi làm sứ giả nước khác, hoặc dân lệnh cha mẹ phải đi qua những đường hiểm nạn, hoặc vượt biển cả để buôn bán cầu tài cầu vật, do được tài lợi giàu sang, sinh ra kiêu mạn cống cao, lại sinh ra các tật chơi bời bài bạc, nhảy múa sướng ca, giao kết bạn xấu, thân cận dâm nữ, không tuân lệnh vua, không nghe lời cha mẹ, tối ngày uống rượu quan dâm, cuối cùng tan thân hại mạng. Cho dù được may mắn sống còn, nhưng đã tàn tạ, còn lại tài sản châu báu, bị rượu mà làm điên cuồng loạn tánh, thần trí không sáng suốt, không biết con đường an nguy, sau cùng bị giặc ác cướp đoạt tài sản, vì vậy mà hại tánh mạng của mình. Nếu biết lỗi, biên chép kinh này, phát lời thệ nguyện ngay tại nơi ở, giặc ác sẽ lùi đi, tất cả ác thù không có gia hại, lòng sinh hoan hỷ, thân được an ổn, tài sản không thiếu, do oai lực của thần chú và kinh này cho nên thọ mạng được sống lâu. Lại nữa, văn thù: sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt, nếu có chúng sanh làm các nghiệp ác, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ, khi chịu hết khổ báo ở địa ngục, ra khỏi địa ngục lại thọ thân súc sanh. Giả sử nếu được làm thân người, sáu căn không đầy đủ,
như là tai điếc, câm, ngọng, hoặc bị tàn tật lưng gù, hoặc làm thân nữ, hoặc không biết chữ, không biết đọc kinh, cho dù được làm thân nam, lại do gây tạo ác nghiệp trong quá khứ, cho nên ngu si ám độn, không thể đọc tụng kinh trường thọ này. Vì vậy, tâm sinh ưu sầu khổ não, mà thành tâm bệnh. Do mang tâm bệnh, cho nên hiện đời giảm thọ chết sớm. Nếu có thể nhờ thiện tri thức đọc tụng sao chép kinh này, rồi chuyển tặng cho người khác, chính bản thân mình một lòng cung kính lễ bái kinh này, với công đức vô lượng đó, sẽ làm tiêu trừ các ác nghiệp cũ, về sau không thọ ác báo này, hiện đời cũng được sống lâu trường thọ. Lại nữa, văn thù: sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt, nếu có chúng sanh sau khi chết, những người thân còn sống trên đời trong vòng 7 ngày hoặc trong vòng 49 ngày, kiến tạo công đức cho người mất, làm các việc thiện rộng rãi, thì trong 7 phần công đức, người mất được hưởng một phần. Trái lại, nếu thời gian còn tại thế trong vòng 49 ngày, dừng tất cả việc gia đình thế sự, biên chép kinh điển này, dùng hương hoa cúng dường, lễ Phật, thỉnh tăng, trai tăng, cúng dường, bố thí rộng khắp, công đức đó sẽ như cát sông Hằng. Như thế, người đó hiện đời được thọ mạng sống lâu, vĩnh viễn không rơi vào ba đường ác để thọ khổ báo. Nếu đã qua đời, thì người thân quyến của họ đem tài sản của người quá cố, bố thí, chẩn tế rộng khắp, cúng dường mười phương, như vậy đã tu tạo phước đức, 7 phần công đức người chết đều hưởng được. Lại nữa, văn thù: sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt, tất cả chúng sanh không làm tròn bổn phận hiếu đạo, tâm không từ bi, gây tạo tội ngũ nghịch, không biết ân của cha mẹ, không thương mến anh chị em, nhưng hành đạo thiên dương vẫn đi khắp bốn thiên hạ, tấu ra các loại âm nhạc, bảo người thân quyến thuộc của họ ở 3 tháng ăn chay kỳ, nói đến Diêm Phù Đề, để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nếu bị tai họa bất ngờ hoặc gặp phải bệnh ác, người hành đạo thiên dương sẽ trừ ác quỷ cho họ, giúp cho họ được lành bệnh. Nhưng chúng sanh không hành hiếu đạo, ganh tị tạo ác, chắc chắn sẽ chiêu cảm hành bệnh quỷ dương, đến thổi khí độc vào, khiến họ bị bệnh, hoặc bị ôn dịch, bệnh nặng, hoặc bị lạnh, bị nóng, bị mỏi mệt, dịch tả, hoặc bị tà ma ác quỷ nhập vào thân, khiến thần trí không rõ ràng, hoặc toàn thân bị lở loét, hoặc bị các bệnh truyền nhiễm. Nếu những người này vào ngày mùng 1 Tết đốt hương rải hoa, giữ cho thân tâm thanh tịnh, biên chép kinh này, hoặc trong thời gian 7 ngày lễ Phật thỉnh tăng tắm gội trai giới thanh tịnh đọc tụng kinh này, với công đức lành như thế, suốt đời không bị các dịch bệnh. Vì không bị các dịch bệnh, cho nên được sống lâu trường thọ. Lại nữa, văn thù: sau khi ta diệt độ, vào trong đời ác năm trượt, do căn tánh chúng sanh dần dần yếu kém, phước đức mỏng manh, mạt kiếp sắp tận, lại xuất hiện cùng một lúc 7 mặt trời chiếu rọi. Cho dù không đủ số lượng 7 mặt trời, nhưng vì quốc dương vô đạo, làm cho trời khô hạn, nóng nực như lửa đốt. Trên mặt đất tất cả cỏ cây, dược thảo bóng râm, lương thực, ruộng mía, hoa quả ruộng vườn, tất cả đều bị chết khô. Nếu quốc dương cùng với tất cả chúng sanh có thể đọc tụng thọ trì kinh này, Nang Đà Long Dương và Bà Nang Đà Long Dương thương xót chúng sanh, sẽ đưa nước biển lên, rót xuống như nước cam lồ, khiến tất cả cây cối, dược thảo, hoa quả, mía đường đều được tươi tốt. Tất cả đều được đượm nhuần hoa quả, do năng lực thần chú của kinh này đều được sống lâu.
Lại nữa, Văn Thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt, nếu có chúng sanh mua bán cân đo không cân bằng, cân hàng dối trá, tham lam lấy những đồng tiền bất nghĩa với tội nghiệp họ đã làm, sau khi chết nhất định đọa vào địa ngục, chịu quả báo. Ở địa ngục hết, lại thọ làm thân súc sanh, sẽ trở thành trâu ngựa dê lừa chó heo voi, hoặc làm các loại cầm thú kiến ông côn trùng. Nếu có Đại Bồ Tát với lòng từ bi ở trước mặt các loại cầm thú súc sanh rắn rít côn trùng, chuyên đọc tụng kinh này khiến trong bản thức nó nghe được, do năng lực của kinh chú này khiến cho tất cả các loại đều được giải thoát, tất cả các loại súc sanh này khi xả bỏ thân súc sanh này rồi được sanh về cõi trời hưởng thọ an vui hạnh phúc. Nếu có Bồ Tát không có tâm từ bi thương xót, không đem giảng nói kinh này, thì chẳng phải là đệ tử của Phật, mà là bạn của yêu ma. Lại nữa, Văn Thù, sau khi ta diệt độ, ở trong đời ác năm trượt, nếu có chúng sanh sinh lòng khinh mạn, không tin Phật Pháp kinh điển, chê bai quỷ bán Pháp của ta, hoặc có người nói Pháp lại không chú tâm đi nghe, do tội nghiệp như thế, hiện đời bị đoản mạng chết sớm, sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Nếu gặp đạo tràng nghe giảng nói kinh Trường Thọ này, tất cả chúng sanh đi đến nghe giảng, hoặc khuyên người cùng đến nghe giảng, nhường chỗ ngồi cho người khác, người như thế chính là cột trụ của Phật Pháp, được vui vẻ sống lâu, không bị rơi vào ba đường ác đạo. Khi thuyết giảng kinh này, tùy theo đạo tràng lớn nhỏ mà xây dựng đạo tràng cho thanh tịnh. Lại nữa, Văn Thù, sau khi ta diệt độ, trong đời ác năm trượt, tất cả phụ nữ trong lúc mang thai vì tẩm bổ mà giết hại tất cả sinh mạng chúng sinh, hoặc ăn tất cả các loại trứng động vật, người như thế không có tùy tâm, hiện đời bị quả báo đoản mạng chết sớm. Khi sanh sản nhất định gặp phải những khó khăn, vì khó sanh sản có thể dẫn đến mất mạng. Cho dù sinh ra hài nhi yên ổn, nhưng là những oan gia đến đòi nợ, không phải là những thiện tri thức có lợi cho họ. Nếu có thể phát tâm lành rộng lớn, biên chép kinh này, thọ trì độc tụng, tức liền từ khó sanh chuyển thành dễ sanh, không bị tất cả các chướng nạn, mẹ con đều được an vui lớn. Cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, sanh con theo ý muốn. Bây giờ ta nói kinh Trường Thọ Diệt Tội Thập Nhị Nhân Duyên Phật Tánh. Kinh này các đức Phật trong quá khứ đã giảng nói, nếu có chúng sinh thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được nhiều phước báo, trong đời này được thọ mạng sống lâu đến hơn 120 tuổi, đến lúc sắp chết không bị phong đao cắt thịt, không cần thọ chịu mọi đau khổ. Do đọc tụng kinh này nên được thân kim cang bất hoại, tâm thái lúc đó trạm nhiên thanh tịnh, niệm niệm kiên cố, ở bất kỳ chỗ nào thường xuyên được các Bồ Tát gia hộ, một vị là Bồ Tát Quán Thế Âm, một vị là Bồ Tát Đại Thế Chí, đứng trên mây ngũ sắc, cưỡi voi trắng sáu ngà, tay cầm hoa sen đến đón, nghinh tiếp người niệm Phật giảng sanh về nước Cực Lạc, được tự tại an vui, không bị tám nạn khổ. Văn Thù, con nên biết, tất cả chúng sinh do ngu si, không biết được thân người thọ mạng mỏng manh ngắn ngủi, giống như tia chớp, như sấm sét, như bột nổi trên nước, cho nên mãi trầm luân trong biển khổ sanh tử mà không kinh hãi lo sợ. Chúng sinh vì không biết lửa thiêu đốt ngay trước lông mày, cho nên tham đắm tài lợi, chìm đắm trong sắc dục, uống rượu hại mạng,
đố kỵ si mê, làm cho trầm luân trong biển khổ, không được giải thoát. Biển khổ sanh tử này, chỉ có chư Phật và Bồ Tát mới cứu độ họ lên bờ giải thoát. Phàm phu chúng sinh bị đắm chìm, sát quỷ vô thường đến bất cứ lúc nào. Cho dù có vô lượng vô biên tiền tài bảo vật đến mua chuộc mạng sống cũng uổng công mà thôi. Tất cả chúng sinh cần phải biết rằng, thường xuyên quán chiếu thế này, quán thân này như bốn con rắn độc, có vô số loại sâu trùng ngày đêm đục xé ăn thịt. Quán thân này thật chán ghét, giống như con chó chết, khiến người ta chán ghét ghê. Quán thân này là vật bất tịnh, chín lỗ trên thân thường chảy ra các vật hôi thối ô uế. Quán thân này giống như thành trì, có quỷ la sát cư ngụ trong đó. Quán thân này như giọt sương buổi sáng, không thể còn lâu được, và sẽ trở thành món ăn cho các loài chim và chó đói. Cần phải xả bỏ thân ô uế này mà cầu tâm giác ngộ. Quán thân này trong lúc chết, mồ hôi trán chảy ra, hay tai buông lỏng như ngàn vạn mũi tên đâm vào tim, đau khổ vô cùng không chịu được. Lúc thân mạng sắp chết, trong vòng 1 đến 2 ngày hoặc đến 5 ngày sẽ bị sưng lên bầm tím, máu mũi chảy ra hôi thối. Ngày trước cha mẹ vợ con thương yêu nồng ấm, giờ này không dám nhìn. Tuy thân được chôn xuống đất, nhưng xương cốt rải khắp nơi, xương chân, xương vai, xương đùi, xương sọ, xương sườn, xương sống, xương đầu đều rải khắp nơi. Còn ruột gan, phèo phổi, ngũ tạng đều trở thành món ăn cho các loại sâu trùng. Nếu quán như thế thì càng biết tuy sống mà vô ngã. Sống ở trên đời, những thứ tiền vàng, trân châu, mã não, tiền tài, tất cả không liên quan đến mình. Phải hiểu thấu và xả bỏ nó, xả bỏ thân hôi thối này mà cầu đạo giác ngộ. Chúng sanh nào muốn cầu khỏi khổ nạn này thì không luyến tiếc và hy sinh tất cả những gì ngoài thân, thậm chí hy sinh đến cả thân, đầu, mắt, tủy, não để biên chép thọ trì kinh này. Bộ Thập Nhị Nhân Duyên Phật Tánh Kinh này là bí tạng của chư Phật. Nếu ai cúng dường lưu thông, niệm niệm không quên sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác này khó mà hủy hoại được, càng không chết yểu, càng không bị chết oan, đau khổ bức bách. Phật ở trong đại chúng, khi nói về Thập Nhị Nhân Duyên Pháp Tánh Kinh trong Pháp hội, có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Phật tử nam, Phật tử nữ, Thiên Long Bát Bộ, nhân, phi nhân, Vua Ba Tư Nặc với quyến thuộc của họ, số lượng như cát sông Hằng, đều chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều được vô sanh pháp nhẫn. Tán thán gặp được pháp hỷ chưa từng có này, đại chúng nhất tâm đảnh lễ, hoan hỷ phụng trì.